Đến thời điểm hiện tại thì một trong những trận đấu mang nhiều cảm xúc nhất tại giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup Tonasen 2019 là trận đấu giữa hai câu bộ NIC của Nhật Bản và đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một trận đấu mang đến rất nhiều những cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ, trong đó các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhưng điều quan trọng hơn là thầy trò huấn luyện viên Tất Kiệt đã rút ra được rất nhiều bài học bổ ích sau khi theo dõi trận đấu này. Trận đấu giữa đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và câu lạc bộ NEC Red Rockets của Nhật Bản được ví như là một trận chung kết sớm của giải đấu, khi cả hai đội bóng đều sở hữu những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Với lối chơi chiến thuật đa dạng, hấp dẫn những khán giả có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam và những người hâm mộ cả nước. Và tất nhiên, sau một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao như vậy, thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã rút ra những bài học vô cùng quý báu. Từ cách mà đưa bóng và phòng thủ chuyền một thì em rất là ngưỡng mộ, coi như là để nhiều cách để học hỏi và học tập rất nhiều ở những cái đội NEC Nhật Bản. Em học hỏi được rất là nhiều từ các cái vị trí chuyền hai, nhất là chuyền hai của đội NEC của Nhật Bản ạ. Mặc dù chị rất là thấp nhưng mà cái tốc độ chuyền bóng rồi cái cổ tay chị chuyền rất là chắc và cái đường bóng đi rất là êm ạ. Từ những trận đấu có tính chất chuyên môn cao như thế này đã giúp ích rất nhiều cho các vận động viên để có thể tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân. Chắc chắn rằng sau trận đấu này, các cô gái của đội tuyển Việt Nam sẽ rút ra được rất nhiều điều cho bản thân và cho đội bóng. Nhất là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết sẽ là một đội bóng rất mạnh. Vào ngày hôm nay, giải bóng chuyền VTV Cup Tonasen 2019 sẽ diễn ra hai trận đấu. Ở trận đấu đầu tiên, đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa sẽ so tài với đội Phúc Kiến Trung Quốc để tranh vé vào bán kết gặp câu lạc bộ NAC Red Rockets của Nhật Bản. Cặp đấu sau đó sẽ diễn ra giữa đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và câu lạc bộ An Tây của Kazakhstan. Nếu thể hiện đúng sức, nhiều khả năng tấm vé vào bán kết sẽ thuộc về đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và họ sẽ trở thành đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hai trận đấu tranh vé vào bán kết sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ và 19 giờ hôm nay tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam và sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, VTV6 HD và app thể thao VTV Sport. Kính mời quý vị chú ý đón xem.